Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ mạch nguồn LED driver. Nó dùng IC khá lạ, đó là IC 71NL6M5RD. Và đồng thời mình hướng dẫn các bạn cách kiểm tra IC. Thì đây là một cái câu hỏi mà một bạn xem kênh YouTube của mình á, có hỏi là cái tên IC này khá lạ so với các IC trước mình đã giới thiệu trong những cái mạch như IC đèn LED rạng đông đi, UVB2866 nè, DB8628C, hoặc là những cái con mà phổ thông như con CL1502. Thì những cái tên IC này khá lạ, khá mới mẻ. Mấy bạn nó hỏi là không biết cái chức năng cái con IC này vị trí từng chân như thế nào. Vì các bạn nhìn trong mạch nguồn á, nó bố trí linh kiện khá giống với mạch nguồn bình thường thôi, nhưng mà không biết cái chân VCC, rồi cái chân CS và chân cực D của nó. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách dò mạch, vẽ mạch trong cái bo nguồn LED driver và dùng cái con IC này, đồng thời được xác định được các chân của nó. Nói chung là các bạn khi mà nhìn vào những cái mã số này, các bạn đừng có rối nha, các bạn cứ suy nghĩ đó là một con IC nguồn LED driver bình thường. Thì các bạn cứ theo dõi những cái video mà trên kênh của mình đó, mình đã giới thiệu rất nhiều IC tương đương luôn, mã số là HABB hay CL, rất nhiều nha. Thì cái con này cũng tương tự nhau thôi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình đi kiểm tra bo mạch và vẽ cái sơ đồ mạch, từ đó mình xác định được cái chân IC trong mạch luôn. Trên tay của mình đó là có cái bo nguồn LED driver của đèn LED bán nguyệt loại 2 thanh ha. Nó có 2 cái thanh song song với nhau. Loại cái này là LED đôi luôn nha. Thì cái này các bạn có thể nhìn thấy trong mấy cái đèn LED đao lai âm trần, nó cũng có những cái bo mạch tương tự như vậy. Nó cũng có dùng để tiết kiệm, nó không thiết kế, không design hai mặt nguồn rời mà nó thiết kế chung một bo mạch luôn. Đó, nó tích hợp được hai bo nguồn linh kiện giống y chang nhau. Mình có thể xem sơ qua cái linh kiện. Hai dây nguồn AC 220V mắc song song với nhau ha. Rồi ở đây á có cầu chỉnh lưu 4 chân nè, hai con. Tiếp theo có hai cái tụ lọc nguồn tạo thành nguồn B cộng ngõ ra. Nói chung đây là hai mặt giống nhau, thì mình chỉ nói về một mặt thôi, còn cái mặt kia cũng tương tự nhau. Ở đây vị trí này sẽ có hai con điện trở. Hai con trở này là hai điện trở mồi ha. Còn đây là cái tụ. Cái tụ này sẽ nối vào một đầu con điện trở mồi. Tiếp theo đây là có hai con điện trở có giá trị nhỏ trên đây. Đó là hai con đố ở chân CS của MOSFET nằm trong IC dao động. Cái chân này sẽ nối vào có cái con điện trở nữa. Ở đây cái chân số 8 của mình là mát ha. Còn đây là cái con diode cuộn dây, tụ lọc nguồn ngõ ra. Đồng thời có một cái con trở dán mắc song song với con tụ này. Thì những cái mặt đơn giản thôi. Trước tiên á, mình muốn vẽ mạch đó thì mình vẽ với con linh kiện chính trước. Giả sử như mình vẽ con IC này trước. Ở đây nè, phía trước này là cái cầu diode ha, mình vẽ cái cầu diode đây. Thì có một cái tụ lọc nguồn ngõ ra, mình vẽ thêm cái tụ lớn. Cái đường này đường B cộng ha. Thì nó có hai đầu, một đầu B cộng, một đầu mát. Cái tụ lọc nguồn này á, một chân nối mát và một chân là cái đầu B cộng của nó. Các bạn vẽ trước nha, rồi cái vấn đề mà ghi giá trị chỉ số gì á mình ghi sau ha. Đây mình vẽ thêm con tụ lớn.
Ở đây các bạn dò thấy là hai con điện trở này điện trở mồi, nó nối một chân là B cộng. Để mà dò mạch đó, mình dùng cái đồng hồ số chuyển cái thang đo chuông đi. Cái phần này chân dương nè, các bạn chập một cái chân dương rồi các bạn dò. Ở đây có hai điện trở nối tiếp nhau nha. Thấy không? Như vậy là một đầu này là đầu B cộng, nó nối với chân dương. Mình dò luôn hai con trở này mắc nối tiếp nhau. Đến phần con tụ. Tụ này là một chân của nó nè. Nối mát nha. Đây. Còn hai con chở này nối tiếp nhau là hai điện chở mồi, nó mắc vào chân số mấy? Chân số 4. Vậy là chân số 4 của nó là chân VCC nha các bạn. Đó, mình cứ dò tương tự đây. Vậy là mình đã xác định được 3 con. Ở đây là hai con chở mắc nối tiếp nhau. Nó hạ áp từ cái nguồn B cộng à xuống cho cái chân số 4 của IC. Có tụ không phân cực nối mát. Ở đây cái chân số 4 của mình đó, cái đường B cộng này có hai con điện trở mồi. Đây mình giả sử mình ghi được hai con điện trở mồi này, R1, M1, RM2. Rồi nó sẽ mắc xuống chân số 4. Và là mình xác định chân số 4 là VCC. Đây là cái chân cấp nguồn của IC nha. Cái phần này á, nó sẽ rẽ là một nhánh, nó đưa qua một con tụ bypass. Cái tụ này là tụ không phân cực, nối mát ha. Đó, vậy là mình xác định được 3 con linh kiện RM1, RM2 và cục C. Mình vẽ sơ đồ trước, sau đó mình sẽ điền cái giá trị này vô thôi. Tiếp theo mình có hai con chở nè, hai chở thì chỉ sẽ nhỏ nha, hai chở này mắc song song với nhau. Một chân nó sẽ nối xuống mát, còn một chân mình dò cái chân danh mạch coi nó nối vào chân số mấy. Đây mình dò nó ra chân số 3. Là chân số 3 của mình nó là chân CS nha. RCS1, RCS2. Đó, mình sẽ xác định được chân số 3 chứ không là chân CS. Tiếp theo, cái chân số 2. Một que đo các bạn để mát, kẹp mát trước. Rồi, mình dò chân số 2. Các bạn đo thử tổng chở ra chân số 2 nó có không. Nếu mà nó không có, tức là NC, có nghĩa là chân trống, không kết nối. Nè, nó không nên tổng chở, tức là chân số 2 nó để trống. Thế còn chân số 1, chân số 1 nó có tổng chở ha. Đó. Đó, chân số 1 nó là tổng chở. Như vậy á, nó sẽ nối cái chân số 1 này nè. Mình nhìn thấy nó có con điện trở chỗ này và nó nối vào chân số 8. Đây một đầu điện trở nối vào chân số 1. Đầu còn lại nó nối vào chân số 8.
các bạn mới học điện tử thì các bạn cứ dò tương tự. Chân số 2 để trống, mình bỏ luôn. Chân số 1 nối vào chân số 8, có con nghiền chở ha. Đây, số 1 nối số 8. Cái chân số 7 là chân trống, không có luôn. Còn mình dò tiếp chân 5, chân 6. Các bạn nhìn trên mạch đó, thấy hai cái đường mạch đây nối liền với nhau. Đây chân 5, chân 6 của nó. Hoặc nhiều bạn mà không chắc chắn á, thì các bạn cứ dò, cứ chập hai chân thôi, coi đó nó đâu thông mạch đâu, thông mạch chính là nối chung với nhau. À, chân 5, chân 6. Rồi, mình dò tiếp. Ở trên đây là có con diode. Và đã nối vào anode của diode nha. Phần anode dương của diode á. Và cái diode này á, nó nối vào cái cuộn dây này luôn. Đây là cuộn dây. Đó, mình vẽ tiếp chân 5, chân 6 là nối chung với nhau nè. Và nó nối lên con diode ha. Có một con diode chỗ này. Một chân của diode thì nối với cuộn dây. Nè, 5, 6 ha, nối chung với nhau. Nối vào anode của diode. Đầu chung của nó là nối chung với cuộn dây luôn. Cái dấu vạch của nó là các bạn nhìn trên đây nè, sẽ xác định được. Cái đường B cộng là cái cực dương của cái tụ lọc nguồn. Một chân mình dò vào cực dương của tụ lọc. Cái chân còn lại đó các bạn chạm đây nè. Đây là cái một cái đầu cathode của diode. Như vậy cathode của nó sẽ nối vào cực B cộng ha. Dương B cộng. Rồi, cuộn dây của mình có hai đầu, một đầu á một đầu nó nối vào anode của diode, còn đầu còn lại á nó sẽ nối vào cực trừ. Đây có cái tụ này nè, tụ lọc nguồn nó ra ha, nối vào trừ của cái tụ nguồn nó ra. Đây các bạn nhìn trên mạch á, cuộn dây của nó nè, nó nối vào âm của cái tụ lọc nguồn nó ra. Rồi ở trên đây á là có cái con điện trở dán song song với cái tụ này luôn. Và sau đó là hai cái dây nguồn ra. Ở đây mình sẽ vẽ một cái tụ. Quá. Rồi đồng thời có một con chở dán mắt song song với tụ. Đây. Cuộn dây tụ chở đó, trong mạch đó linh kiện rất đơn giản, có vài con thôi. Nhiều bạn mà chưa quen á, các bạn có thể thực tập tự vẽ cái mạch luôn, rồi có thể từ cái mạch đó các bạn có thể xác định được cái vị trí chân của IC 20V xoay chiều ha. Tất cả linh kiện đó đều được có máy mạch sẵn rồi. Đây cầu diode. Tụ lọc nguồn. Cái giá trị ở đây là 10 mi 400V. Thì các bạn điện ở đây
10V 400V. Đó. Rồi cái mấy giá trị chở mình cứ điện vô hai con điện chở mồi nè, cái giá trị khá lớn ha. Ở đây á, mình tìm được giá trị hai điện chở mồi, các bạn nhìn trên đây nó ghi là 334. 334 nghĩa là 33 nhân 10 mũ 4 ha. Là bằng 330 kg. Hai con điện chở mồi, ở đây mình sẽ điền cái thông số là 330 kg vô. 330 kg. Nhân 2 ha. Đó, mình sẽ có hai con 330 kg bắt nối tiếp nhau. Còn cái con chân RCS hai điện chở nhỏ nè, nó mắc song song với nhau. Thì mình đọc cái trên đây á, nó có giá trị là 1R2 ha. 1R2 xăng 1,2 ohm. Đây là hai con 1,2 ohm hết. Hai vị trí này. Đó, tương tự cái con linh kiện trên đây cũng thế. Các bạn nhìn trên mặt đó, các bạn ghi giá trị bao nhiêu thì mình đánh vô. Tại vì ở đây đọc chuyển nhiều chữ dán thì nó sẽ có 3 số. Hai số đầu là chỉ số của nó, số thứ tư là số mũ ha, số 10 mũ. Ví dụ số 4 đây là 10 mũ 4 và số 2 đây 10 mũ 2 ha, 10 mũ 0 là 1 nha. Thì các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách vẽ xong cái bo nguồn led driver mà một bạn đã hỏi mình. Thì việc vẽ mạch á và xác định các chân thì rất đơn giản. Mặc dù các bạn không biết được cái schema hoặc là cái sơ đồ chân datasheet của nó như thế nào. Nhiều bạn á, mình giả sử đi cái con BB nè, 2866 hay gì con này á, các bạn thấy tra lên trên datasheet được. Nhưng mà những cái con này các bạn thấy lạ quá, các bạn search trên Google nó không ra giá trị á, không ra tìm cái thông tin á, thì mình áp dụng thôi. Giống như cái con IC nguồn led driver thông thường thôi, giống như con này nè. Ở đây như chân 1 là mát, chân số 4 là B cộng là VCC của nó, được cực các bạn xác định được D cực CF. Tương tự như đây, mình không cần biết, mình chỉ vẽ sơ ra sơ đồ mạch rồi mình sẽ xác định được cái chân của nó luôn. Như chân ở đây á là mát nè, mát của nó là chân số 8 nè. Như đây mình giả sử đi cái chân số khuyết là xưng với số 7, còn lại chân số 8. Bạn chích vô chân số 8 trước, mình xác định được cái BCC với chân mát trước. Đây là cái tụ âm của tụ nè. Rồi các bạn chích vô ngay cái chân dư âm của tụ. Đó. Đây. Thấy không? Đây là chân âm của tụ. Thì tất nhiên là chân số 8 là mát ha. Ở đây mình xác định được chân mát của IC, chân VCC của IC. Còn cái chân nối với RCS, hai chân giá trị nhỏ là cái chân CS của nó. Thì MOSFET nó được tích hợp bên trong đây. Còn cực D của nó vẫn là chân 5, chân 6 luôn. Là cực D. Chân D MOSFET nè. Còn cái này chân CS của MOSFET nè. Chân 3, chân CS. Như vậy cái con IC này có 8 chân thì mình xác định được 4 chân rồi. Mấy chân còn lại có thể không quan trọng, có thể bỏ qua. Chân số 2 á, là nó no connect, lại không kết nối, nó chỉ có chân 7 bị mất rồi. Còn cái chân số 1 thôi. Vậy là mình có thể xác định được cái chân của nó, vẽ ra.
một cái con IC này. Một, hai, ba, bốn. Đó, ở đây chân số 7 khuyết ha, chân số 1 dấu chấm nè, người kia chưa đồng hồ. Số 1 các bạn không cần quan tâm, mình chỉ cần nó 4 chân, đó là chân BCC, MAT và cái chân CS, chân D, chân 5, chân 6 nói chung với nhau nè, chân D nè. Chân số 8 là MAT. Chân số 4. Số 4 của mình là VCC, cấp nguồn cho nó. Và chân số 3 là CS. Đó, mình xác định cái chân chính của nó là như VCC, chân MAT, chân CS của MOSFET và chân D của MOSFET. Vậy là xong. Thì đây là cái IC nguồn chính. Mặc dù các bạn không cần biết nó cái mã số nó như thế nào, nhưng mà các bạn nhìn vào sơ đồ các bạn có thể xác định được vị trí các chân luôn. Rồi từ đây các bạn có thể kiểm tra IC nguồn led driver này đo nguội nó hư hay không ha. Và các bạn đo tổng chở hai chân, thứ nhất là cái chân BCC nè và chân MAT, một chiều lên một chiều không lên ha. Nếu bạn dùng đồng hồ số thì nó lên chỉ số, còn nếu bạn dùng đồng hồ kim thì nó sẽ kim nó chỉ đến cái vạch nào thì mình đặt chỉ số vạch đó thôi. Sau đó các bạn đo tổng chở hai chân, chân D và chân CS của MOSFET nằm trong IC dao động. Thì tương tự các bạn đo được một chiều lên một chiều không lên ha. Sau đây mình sẽ tiến hành mình đo để kiểm tra con IC này tốt hay không. Các bạn vừa vào sơ đồ các chân mình xác định được, thứ nhất là mình đo tổng chở hai chân VCC và chân MAT. Thì đây mình đo chân số 4 và chân số 8. Chuyển thằng đo diode. Một chiều lên, một chiều không lên nha. Đây là chân số 4 và chân số 8. Đó, mình đo được chỉ là 374 ohm. Mình đảo chiều lại, chắc chắn nó không lên. Đó, nó không lên chỉ số ha. Như vậy là ok. Cái phần thứ nhất là đo tổng chở hai chân VCC và MAT đã xong. Thứ hai là mình đo tổng chở với chân D và chân CS của MOSFET tích hợp bên trong IC. Ở đây mình sẽ có là chân CS và chân số 3, chân D là chân số 5 đến 6. Rồi mình đo chiều 3 số 3 số 5. Đo đảo chiều luôn nha. Đây một chiều các bạn đo thấy không lên chỉ số. Mình đảo quay đo lại. Cái giá trị mình đo được đó là 518 ohm. Như vậy là MOSFET này ok. Mình chắc chắn là cái con IC này cũng ok nha. Thì cái chức năng chân của nó chỉ có vài chân thôi. Quan trọng nhất là chân VCC, MAT và chân CS và chân D thôi. Đó, các bạn cứ kiểm tra sơ bộ. Đo nguội là các bạn cũng biết xác định được cái IC này sống hay chết nữa. Và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách dò mạch, vẽ mạch, kiểm tra một cái bo nguồn led driver. Đây là bo nguồn led driver đôi ha, dùng cho đèn tiếp led đôi, hoặc là các bạn dùng cho cái bo nguồn led driver của cái đèn led downlight âm trần á, cũng dùng bo nguồn này luôn. Mặc dù cái trong cái mạch đó, nó giữ sử dụng IC khá lạ, cái mã số khá xa lạ so với các bạn tìm search trên Google không có, nhưng mà nhờ ở đây á, là mình xác định được sơ đồ mạch, vị trí các chân
nó khác biệt so với những cái bỏ nguồn driver mà thông thường các bạn thấy á, chính là việc đảo chiều các chân ha. Nè, vị trí các chân nó thay đổi, thay vì lúc bình thường á là cái chân số 1 là chân map, như ở đây mình có cái con IC nguồn đèn led dạng đông đó, chân số 1 là map, chân số 4 của nó mới là VCC. Ở đây nó sẽ đảo vị trí chân thôi, chân số 4 cũng là VCC nhưng mà chân số 1 thay vì là map đó thì nó chuyển sang chân số 8 là map ha. Còn chân 5, chân 6 vẫn là chân D, và chân số S của mình bình thường là chân số 8, nhưng mà qua cái con IC lạ này nó sẽ chuyển thành cái chân số A. Thì mình cứ xác định được vị trí từng chân, chức năng từng chân, rồi mình đo tổng chở là xong, không cần phải tra datasheet hoặc là không cần phải quan tâm cái con IC đó là IC nào. Mình nhìn trong mạch có những linh kiện quen thuộc quá, à đây là cái con điều chỉnh lưu nè, rồi tụ lọc nguồn, mấy con điện chở giá trị nhỏ như RCS hoặc là chân điện chở mồi đó. Mình cứ phán đại cái con này IC nguồn led driver thông thường, các bạn cứ nhìn trong cái mạch đó giống như cái mạch này, hoặc là các bạn có thể xem trên kênh của mình đó, có rất nhiều vẽ cách vẽ mạch ha. Thì mình cứ dò vào đây mình xác định được chức năng của từng chân, từ đó mình có thể xác định được cái cách kiểm tra IC nguồn led driver bằng cách đo tổng chở từng chân. Nói chung là vị trí chân ở đây nó chỉ có đảo khác so với các IC led mà trước đây mình đã hướng dẫn các bạn cách vẽ mạch và cách dò mạch. Rồi là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.